Ông Nguyễn Thế Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam, một doanh nhân, một thi sĩ. Với ông, Công ty Cổ phần Dệt may Sơn Nam như là lẽ sống, bởi nơi đó, ông được thỏa mãn niềm đam mê của một doanh nhân, đó là công việc, đó là chinh phục những thị trường mới, đem lại đời sống hạnh phúc, ấm no cho bao gia đình người Việt, góp phần vào sự phát triển kinh tế phồn vinh của đất nước. Là một doanh nhân, nhưng ông lại mang trong mình tâm hồn thi sĩ. Với công việc là niềm đam mê, thì với những vần thơ, ông lại là chính mình. Những lát cắt cuộc sống qua đôi mắt trải nghiệm và cảm nhận tinh tế đã làm trái tim ông rung động. Những vần thơ cứ thế ra đời. Quê hương, cha mẹ, bạn bè, tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa, theo nét bút của ông đi vào những trang thơ thật dung dị và tự nhiên, chinh phục trái tim người đọc. Những tâm hồn đồng cảm của người nghệ sĩ lắng đọng và hòa chung vào cảm xúc của ông. Các bản nhạc cứ thế ra đời, nâng cánh cho những vần thơ ông bay xa, làm đẹp thêm cho cuộc sống. Trân trọng kính mời quý vị cùng đến với một số ca khúc của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến, nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Kiều Dư, nhạc sĩ Trần Công Thủy, phổ thơ Nguyễn Thế Minh.